Chào các bạn, đây là một cây si ở chỗ Vườn Anh Tuấn Thầy Chùa. Tôi quay cái vị trí này và tôi muốn nói một cái chủ đề, đấy là chủ đề ghép cạnh hoặc ghép thân vào cái dòng xanh hoặc là si. Đó, có biết các bạn nhìn này, đây là cái điểm ghép này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Điểm này thì nó gồm có hai phần, đây cái vùng này. Bạn có nhìn thấy cái con vít này không? Đấy, cái con vít ý thì là ở đây á, anh ấy làm một cái thao tác. Một là cái cành này. Cây này này thì anh cắt từ vùng này chuyển sang đây. Và ở chỗ này nó có sẵn cái rễ này rồi. Nó có sẵn rễ này từ trước thì anh ấy cắt cái vùng này và đặt tiếp xúc vào đây. Đó, thì cái cành này khi ghép xong thì nó có các cái vùng rễ này, là cái vùng rễ ban đầu này. Đấy, khi cắt cái cành ra nó đã có hai cái vùng rễ này rồi. Và nó dưỡng luôn ở đây. Nó dưỡng luôn ở đây. Đó, đây là cái phần ghép cành. Ghép này là ghép đường lơ. Thế thì là tôi muốn đề cập với các bạn một cái vấn đề là tại sao ấy anh em ghép cành ghép trên thân hay bị chết. Vì các bạn và các anh em là không hiểu được cái nguyên lý của cái phần các cái điểm ghép vào và dinh dưỡng nó nuôi kiểu gì. Đây tôi ví dụ. Tôi ví dụ nha. Đây là hai cái cành cần ghép này. Hai cành cần ghép. Các bạn nhìn để ý nhá. Đây là một cái cành cành lửng lơ và không có rễ. Và đây là một cái cành cắt cũng lửng lơ nhưng nó có thêm cái phần vùng rễ này. Có vùng rễ này. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy cái điểm khác nhau. Khác nhau đúng không? Tức vùng này nó có rễ này, vùng này nó không có rễ. Thế thì khi ghép ấy, các cái vị trí ghép nó có nhiều vị trí. Một là nếu giả sử như là ta đặt cái cành này ở vị trí dưới ghép dưới gốc. Đó. Thì cái vùng ghép này á, nó sẽ có cái điểm tiếp xúc ở phía dưới, nó là đất và mình có thể phủ đất lên. Cái thứ hai là ghép lửng lơ, ví dụ ghép trên thân. Này, ví dụ ghép để tạo tay. Hay là ghép để tạo thêm thân. Nhưng mà nó là ghép lửng lơ ở trên này. Hai cái vùng ghép khác nhau nhé. Đây, ví dụ là đây, tôi chuyển cái này sang cây xanh cho các bạn đồng màu đồng chất. Chứ nếu không thì nhiều khi là các bạn lại bảo là xanh với si nó không chuẩn. Đây, ví dụ này. Đây là một cây xanh dáng thác đổ đúng không? Ví dụ sử như là tôi ghép nó ở vùng này. Đây cái vùng gốc rễ này. Đó. Đây, ví dụ là tôi ghép thêm một cái thân dáng đi này chẳng hạn. Đó. Thì cái vùng này nó sẽ khác ở chỗ là nó có, tôi có thể phủ đất được ở đây. Và các cái vị trí ghép ở trên thân, giả sử như tôi ghép vùng này. Đây. Ghép vùng này, ghép lửng lơ đây. Hay là ghép vào đây. Đấy, ghép nối tiếp vào đây chẳng hạn. Đây là hai vị trí ghép khác nhau. Thế thì các bạn phải hiểu như này này. Nhất là khi cái cành, cái vùng mới ghép vào cái thân chủ này này, thì cái vùng ghép này nó rất yếu, nó phải cần có nước và dinh dưỡng kéo lên để nuôi. Chứ nếu không nó sẽ chết. Chắc chắn. Cái gì cũng thế. Ví dụ sử như là cái cành này, nếu mà sử bạn để tự, bạn cắt ra bạn để tự do để ngoài nha, cứ vứt ngoài này đúng không, chắc chắn nó sẽ chết. Thế nhưng cái cành này ấy, nếu mà bạn được dâm phủ dưới đất, bạn dâm này xong phủ đất lên, tưới dưỡng cẩn thận thì nó sẽ đâm rễ ra từ đây và nó sẽ sống. Đó, cái giống xanh với giống si ấy, nó là cái giống cây mà rất dễ nhân bản ở thân với cành. Và khi chỉ cần một cái thân này thôi và gặp cái điều kiện đất ẩm, môi trường ẩm thuận lợi
và dưỡng cẩn thận thì nó sẽ phi rễ, lao rễ ra những cái vùng cắt này và sẽ phát triển thành một cái thân mới, một cây mới. Đó. Thế thì các bạn để ý nhá, nếu trong trường hợp mà cái vùng ghép nó là ở cái vùng sát gốc hay ở vùng gốc và có thể dùng đất để phủ lên, ví dụ như cái vùng này. Đó. Thì các bạn chỉ cần là tỉa cái mối ghép cẩn thận. Xong rồi thì là các bạn cố định cái phần ghép này với cái phần thân chủ bằng vít hoặc là bằng dây cột cố định, sau bạn phủ đất lên, dưỡng ẩm tốt, để trong mát, thì một thời gian sau, khoảng tầm 2-3 tuần đến 1 tháng là cái vùng này nó sẽ bật rễ, nó sẽ sống độc lập. Và sau đó cái thời gian phát triển một thời gian thì hai cái vùng này, cái vùng thân chủ cũng như là cái phần vùng ghép thêm vào nó đều to ra, thì nó sẽ dính cái vùng tiếp xúc đấy, nó sẽ dính liền với nhau và nó sẽ phát triển về sau sẽ thành một khối. Đó. Về sau sẽ thành một khối và nó sẽ phát triển tốt. Đó. Thế còn cái trường hợp thứ hai, là nếu mà chọn cái các cái vị trí ghép là ghép ở các phần trên thân hoặc là cành. Đây, ví dụ tôi phải lấy cái đoạn khác để minh họa cho các bạn. Đây, ví dụ sử như là tôi ghép, cần ghép thêm vào vùng này đấy, tạo thêm cái vùng chạy thân này, đúng không? Đó. Hay là ghép tạo thảm hẳn một cái cành, hướng cành mới như này. Đó. Thì các bạn lên nhớ này nha. Cái vùng thân mới ghép vào ấy, nó phải có vùng phát triển rễ. Tức là nó phải có một cái đoạn rễ này trước này, tách bạch với lại cái vùng ghép, ví dụ cái vùng tiếp điểm ghép đi nha. Thì các bạn nhìn đây, giả sử tôi đặt nha. Tôi đặt như này thì các bạn nhìn có vùng rễ dư ra đúng không? Đó. Cái vùng rễ này này. Về sau nha, khi các bạn ghép xong, cố định xong, các cái tỉa mối ghép rồi cố định bắt rồi buộc lại, tất nhiên là làm y như các vị trí ở trong cái vùng ghép ở vùng gốc đúng không? Nhưng ở đây các bạn không phủ đất, không thể phủ được đất vào cái mối ghép, mà cũng không nên phủ, bởi vì các bạn phủ cho nó sẽ ra rễ vùng rất xấu. Nên một, thứ hai về sau là cái việc liền nó sẽ rất khó, thẩm mỹ nó sẽ kém. Nên một, thứ hai là cái việc dưỡng ở chỗ ấy nó sẽ khó khăn, cực kỳ khó khăn. Thay vì như vậy, các bạn chỉ cần nha, bọc đất ở cái rễ này, thế là dưỡng cái vùng này, thì về sau ấy, ở cái vùng rễ này nó sẽ ra rễ con và nó sẽ nuôi sống toàn bộ cái vùng, cái vùng thân được ghép vào trong đoạn đầu, đến về sau nó phát triển tốt rồi, nó liền với nhau rồi, thì cái vùng mà để tiếp giáp này nó liền thành một khối rồi, dinh dưỡng nó chạy được từ cái thân chủ lên cái vùng ghép để nuôi được rồi, thì mình sẽ cắt bỏ cái này đi. Mình sẽ cắt bỏ cái này đi, tức là cắt bỏ cái vùng rễ này, để còn lại là cái vùng kia thì nó sẽ lấy dinh dưỡng từ cái thân chủ lên, vậy là xong. Đấy, thì các bạn nó phân biệt được chưa? Các bạn để ý đi cho tôi nhá. Nó có hai cái vùng ghép khác nhau. Cái vùng ghép mà ngay dưới gốc ấy, thì rất đơn giản, bạn chọn cạnh được, mà cạnh có rễ cũng được, hoặc là cậy cũng được, bởi vì bản chất là nó có luôn cái vùng đất để dưỡng rồi, rất đơn giản. Thế còn nếu mà nó các cái vị trí ghép ở trên thân, trên cành, ở trên cây á, thì các bạn phải để ý cho tôi là để cái tỷ lệ ghép thành công cao thì các bạn nên phải chọn như này. Chứ còn nếu mà các bạn chọn cành mà không có rễ như này, đây các bạn ghép nhé. Đấy. Thì dinh dưỡng nó sẽ lấy được từ đâu, đúng không? Nó lấy từ đâu trong giai đoạn đầu để nó nuôi cái cành này, trong khi cái mối ghép nó chưa liền lại, nó chưa cái phần ghép với cái phần thân chủ nó chưa tạo thành một khối. Đây cái vùng này nhựa nó chưa chạy thông được thì làm sao nuôi được cái cành này, đúng không? Cành này khả năng chết rất cao. Thì tại sao nhiều bạn ghép nó chết chính là vậy?
Đó. Thì cái chủ đề này cũng là một cái chủ đề về vấn đề kỹ thuật. Vấn đề kỹ thuật nên các bạn để ý dùm nha. Clip thì cũng đã đến lúc dài. Nếu mà các bạn quan tâm thì hãy subscribe kênh cũng như like và chia sẻ. Nếu các bạn quan tâm các sản phẩm về trầm hương thì xin mời đến showroom chúng tôi ở thôn Nội Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Hoặc tham khảo thêm trên website hoangianoi.vn, hogita.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.